hạt lần cây, gốc lá, gốc bọt. Nguyên chiếc màu cam ra đồng ruộng, nhìn thấy đẹp ghê rồi. Chào các bạn nha. Hôm nay xuống thành Đức Cờ Dầu quay phòng gấp mía chơi nha các bạn. Giờ xe này chuyến này nhóm tới ha. 8:20. Đang bị ngược sáng nha các bạn, mình vừa tới là nó vừa nhóm tới luôn thì mình quay luôn. Chiếc này không có gắn lắp phần trước vô ha. Quay một khúc chiếc này, chiếc gấp này gấp lên đẩy xe này đi ra luôn nha các bạn. Rồi đậu đây rồi. Để luôn hả? Bóp kèn kêu chạy tới hay là ngừng lại. Chạy luôn à. Chạy tới chút xíu nữa. Đó, chạy vô đây nè các bạn, vô đây đứng ra đậu ngang trong đây nè. Gấp cho dễ. Lá mía này khó đi lên các bạn ơi. Nó trơn như lắm, dễ té lắm. Không quay xe không làm máy lại. Làm máy là mới xong à. Gấp cũng được, rửa xe hơn rửa xe rồi. Này gấp khoảng 20 phút đó là xong à. 20 phút chạy xe. Đó các bạn phải sử dụng bình à. Trước mình có quay nó gấp bắp đó các bạn, gấp bắp ở trên chỗ đường cầu Phải đi lên á. Nay quay gấp mía ha. Nãy gặp nhóc nhỏ chạy chiếc bữa hôm chạy chiếc 5030 á. À, đứng qua bên đó là nó thịnh sáng các bạn, thịnh sáng nhưng mà nó dưới gió là bụi dữ lắm. Bây giờ mình đang đi kiếm cái thế nào mình đứng đây, thế nào đứng nha các bạn. Mình đi vòng lại chiếc xe, mình coi chiếc xe trước đó ha, rồi qua quay xe không. Đó là chiếc này là gấp gào kia ha, gào kia nên là mới thay lại cái gào 360 này ha. Lúc trước mình quay mình có nói cho các bạn xe nghe đó. Rồi sau là 12 à, 12.0020. Rồi sau Otani ha các bạn. 3.18.1.30 luôn nha. Cabin, mấy cái chiếc cabin mà dán kính đen 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 vậy nè. Đã, ngoài nhìn vô đã. Này là không cần à, đất khô, không cần gắn lắp gì. Ủa bữa nay Vinh có kéo đây không? Có mà bữa nay rất tài rồi, dắt đậu chạy chứ. À. Nhưng mà chưa có trong chạy chưa có. Chắc chưa gì tới quá. À. Chạy giờ này gắn vô tải chạy nha các bạn.
Vậy rồi cái này cái vỏ máy mà cái mâm nó lớn dưới ta? Mâm 11 hả? À, trước 8 tạ. Tám chấm hai mươi lăm. Đã rồi, xem chơi cái luôn hả các bạn? Xem chơi cái rồi. Chia đại 206 à? Đó là đâu đó là 206 luôn hả? Đây giờ gấp khoảng chắc 20 phút nữa đẩy xe ha. Lát khô gấp thì chạy rất là sướng ha các bạn. Nó nhẹ nhàng ha. Chỉ là đầy 206 tới giờ nha. Hai lần sáu tới giờ có làm máy chưa? Chưa hả? À. Bữa đi quay cũng gặp chiếc 820 đời 208. Mà xe thiệt đẹp chứ, kiểu bên cầu mấy anh cài sới không á, chứ kéo vô mì kéo ở nhà chứ chơi vài mẫu vậy ha. Xe đẹp ghê luôn. À, hai cái đèn gắn trên nó tối sáng vô sáng hả? À, chạy qua đường xe tải quýnh chết nó sáng quá. Sáng quá chứ nằm cao ở trên á. Cao trên rọi mặt cái bãi luôn. Ừ. Kéo chạy ngang rọi là thấy nguyên cái. Cái đó mình chơi mình chống lại với mấy anh năm dừng xe là xe dừng nằm á. Mới được, xe nằm sáng vậy đó. Đây, nhóc nhỏ bên đây đi theo lụm mía. Rồi đứng nghịch gió qua chút xíu nha các bạn. À, tại vì đứng cái này quay thận sáng á, nhưng mà nó là dưới gió hơi bụi vậy đó. Hơi bụi vậy đó các bạn. Nguyên chiếc màu cam ra đồng ruộng nhìn thấy đẹp ghê ha. Chiếc này chiếc gấp này thì ba máy nha các bạn. Ba máy mà không biết đâu có hổm không làm máy lại hết nhiêu tiền. Gấp 360 lại thì nó rất là tiện lợi ha. Dòng đầu điện đích nó cũng dễ thôi. Vô mùa là đi xuống phải không? Con trai lắm rồi. Gán chạy hết vụ này thì cứng nghề luôn à. Chặt tỉa số nó lú dư ra ha. Coi thùng lắc không?
lắc lư ha. Coi đang nhóm tới hay là ra luôn nha các bạn. Chiếc này 206 tới giờ ha, chưa làm máy luôn. Dướng ngày lá mía. Rồi vô lại ra luôn các bạn ơi. Ra ra ba lô ha, ra ba lô đậu mới gấp thêm ha. Đất khô bò nhẹ nhàng hết các bạn. Thì gắt bò phụ sau luôn à. Ghê luôn nha, xe gấp nó đẩy phụ cũng đỡ. Rồi ok. Rồi, gấp lại, gấp thêm nữa nha các bạn. Rồi, thôi cái video mình kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem video của mình. Rồi, các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha các bạn. Rồi, chào và tạm biệt các bạn nha.